Rồi tiếp theo thanh lý luôn, không mà guitar anh em hàng dùng lướt. Mình mới mua về mình dùng có 3 lần đi bãi à. Giờ ít đi quá, không có bán luôn. Anh em coi cái quạt nữa nè, cái quạt còn mới tinh nha. Cái áo thì anh em về giặt lại tại vì mình để đây lâu rồi nó không có bỏ vô bịch á, bụi thôi. Anh em giặt lại mà. À, giá 1,1 triệu nè. Gồm cái máy cái áo nè. Với cái đốc ba cục pin với cục sạc. Cái đốc này trước mình mới mua về mình nghiên cứu mình mở ra coi nó có công nghệ gì không á. Thì mình sang xem cái mặt thôi chứ không có sửa chữa vậy nên. Ghi tên vô để tại vì mình mặc đi bãi á, sợ là nó lộn với đồ của bãi người ta nói bắt không mình ghi tên vô thôi. Này có sạc dự phòng nè. Dự phòng thì mình xài mình bỏ nốt đây. Quạt này nó 4 chế độ. Mở là nhấn giữ. Đó. Cấp này tụt bô là nhanh nè. Cái này mình trùm lên đầu á, gió nó luồn lên mát lắm. Đó. Áo thì gần như mới nha, xài mấy lần à. Áo của Magita đàng hoàng. Cái áo với cái đót này không là mình mua là 700 rồi. Bây giờ mình có đồ này, này ra đồ bãi nha. Cái áo này là mua hàng mới của Magita. Còn pin này với lại sạc là hàng bãi. Này cục này zin nè. 1 chấm mấy nè. Zin là 1 chấm mấy A nè. Còn cục này mình tính xài quạt mình đóng lại. Đóng lại 3. Rồi giá 1,1 triệu bao ship.